từng được đánh giá cao nhất trong trilogy The Witcher, phần 3 của tựa game mang tên Wild Hunt được cho là phần đáng chơi nhất, nhờ vào những điểm vượt trội so với các game AAA tại thời điểm những năm 2015. Wild Hunt đã trở thành một cái tên tiêu biểu cho các nhà làm game trong việc tạo nên một sản phẩm với độ trau chuốt và tỉ mỉ cho người chơi. Đã qua 7 năm kể từ ngày đầu được tung ra ngoài thị trường, The Witcher 3 liệu còn có đủ thu hút các game thủ mới? Tại thời điểm mà nó có vô vàn các tựa game thế giới mở khác nhau cùng thể loại để cho ra mắt. Nào, hãy cùng ngồi xuống, rót cho mình một ly cà phê, chọn chiếc bánh ngọt ngon nhất mà bạn thích. Cùng với lăng kính GC tuần này, chúng ta sẽ đánh giá về tựa game của những năm 2015, The Witcher 3 Wild Hunt, để xem liệu nó còn đáng giá để chơi trong năm 2022 này không nhé. The Witcher 3 Wild Hunt là tựa game thứ 3 và cũng là phần game kết thúc cuộc hành trình của nhân vật Geralt of Rivia. Sau hai phần The Witcher và The Witcher 2 Assassins of Kings, tiếp diễn câu chuyện từ The Witcher 2, đế chế Nilfgaard hùng mạnh phía Nam dưới sự cai trị của hoàng đế Emhyr và Emerys đã đem quân chinh phạt liên minh các vương quốc phía Bắc. Emhyr đã chiếm được vương quốc Temeria và mở rộng chiến tranh sang vương quốc Redania của vua Radovid the Fifth và quốc đảo nằm ngoài khơi đại lục Skellige. Trong khi đó, Redania dưới sự cai trị của Radovid, một tên bạo chúa nhưng lại có đầu óc chiến lược, vẫn duy trì sự phòng ngự kiên cường trước những đợt tấn công của Nilfgaard. Họ tiếp tục mở rộng các chiến dịch truy quét phù thủy và pháp sư trong nước một cách vô cùng tàn bạo. Lúc này, Geralt, nhân vật chính trong game đã hồi phục trí nhớ. Anh bất ngờ nhận được một bức thư từ người tình cũ, Yennefer. Anh lập tức lên đường tìm cô và khi hai người hội ngộ, Yennefer đã dẫn Geralt về Visimar. Kinh thành của vương quốc Temeria đang bị hoàng đế Emhyr và Emerys chiếm giữ. Và sau đó, hành trình The Witcher 3 Wild Hunt mở ra những chuỗi câu hỏi xung quanh vấn đề: nếu bạn thực sự đứng ở vai trò của Geralt xứ Rivia thì bạn sẽ đưa ra sự lựa chọn như thế nào trong thế giới đầy hỗn mang và chết chóc của The Witcher? Đây tưởng như là một câu hỏi đơn giản, nhưng để truyền đạt và dẫn dắt cho người chơi trong suốt quá trình trải nghiệm lại là một bài toán không hề dễ dàng cho những nhà làm game. May thay, nhà sản xuất The Witcher 3 Wild Hunt lại chính là CD Projekt. Họ đã truyền tải và dẫn dắt người chơi rất tốt trong hai phần game trước đó là The Witcher và The Witcher 2 Assassins of Kings. The Witcher 3 sử dụng cách kể chuyện không hề nhàm chán và cứng nhắc. Ngược lại, game giúp người chơi cảm thấy thoải mái và dễ dàng tiếp cận với tuyến câu chuyện của các nhân vật hơn rất nhiều so với hai phần trước đó. Ở đoạn phim mở đầu, người chơi đã hiểu được bối cảnh trong game, câu chuyện mà mình chuẩn bị được trải qua thông qua một đoạn cutscene. Đoạn cutscene này được lấy bối cảnh trong quán rượu tại Temeria, khu vực xảy ra nhiều xung đột nhất trên vùng đất đang bị chiếm đóng bởi Nilfgaard. Sau khi được giới thiệu với bối cảnh, người chơi sẽ được làm quen với nhân vật chính trong game The Witcher, Geralt, cũng như các nhân vật phụ xuyên suốt trong game. Geralt vẫn giữ được tạo hình với bộ tóc trắng quen thuộc, nét ngoài vô cảm và khô khan từ hai phần trước của game, đúng chất của một Witcher chính hiệu. Các nhân vật khác trong game cũng đóng vai trò rất quan trọng trong trải nghiệm của người chơi khi mà họ có được sự tương tác về câu thoại, hoạt động cử chỉ của mình. Điều này đóng vai trò giúp người chơi như được trở lại trong thời thập tự trinh, rong ruổi trên những con đường của Temeria trong The Witcher. Ở thời điểm The Witcher 3 được công bố, rất nhiều fan hâm mộ của dòng game này đã lo ngại rằng nó sẽ đi vào vết xe đổ của phần 2. Khi nhà làm game đã đẩy độ khó của game lên một cách hết sức vô lý để thử thách độ kiên nhẫn của các game thủ, cũng như nội dung cốt truyện được truyền tải hết sức lan man, đôi lúc gây lú cho người chơi mà họ không biết đi đâu hay làm nhiệm vụ như thế nào. May thay, CD Projekt đã biết cải thiện sản phẩm của mình, đem lại một trải nghiệm tốt hơn cho người dùng trong The Witcher 3 Wild Hunt. Với việc được đầu tư sâu trong việc nghiên cứu và phát triển, The Witcher 3 Wild Hunt đã tìm được cho mình một chỗ đứng trong ngành công nghiệp game, cũng như gây được tiếng vang trong cộng đồng game thủ. Vậy, trong năm 2022, khi mà người dùng được giới thiệu hàng loạt tựa game mới như Legends of Zelda, Breath of the Wild, Assassin's Creed Valhalla, liệu The Witcher 3 có còn xứng đáng để các game thủ dành thời gian ra chơi và trải nghiệm hay không? Để trả lời chính xác cho điều này thật khó, vì câu trả lời của mỗi người là hoàn toàn khác nhau. Nhưng trên quan điểm của GC Channel, chúng mình đánh giá
là hoàn toàn xứng đáng. Các bạn nên dành thời gian ra và hòa mình vào hành trình của thợ săn Geralt trong The Witcher 3. Đặc biệt, ở thời điểm khi làm ra một tựa game mã AAA đang trở nên công nghiệp hóa với những công thức đi vào lối mòn, thì The Witcher 3 chắc chắn sẽ mang lại một trải nghiệm hoàn toàn khác lạ cho những ai lần đầu chơi tựa game này. Một trong những trải nghiệm tuyệt vời nhất của The Witcher 3 chính là về mặt gameplay. Hệ thống gameplay của The Witcher 3 được xây dựng khá đồ sộ và chân thật để khuyến khích người chơi tương tác với các NPC trong game. Giả sử, với cùng một món vũ khí, bạn có thể bán cho các NPC khác nhau với giá không giống nhau và tùy vào đặc tính của món đồ với NPC đó. Ngoài ra, không khó để nhận ra các NPC được thiết kế giả lập bằng những câu chuyện hay hành động cực kỳ tự nhiên, giúp cho người chơi cảm thấy như chúng ta đang hòa vào trong thế giới game vậy. Xuyên suốt game, một số NPC còn dừng lại và yêu cầu người chơi làm điều gì đó, hay chỉ đơn giản là nói một câu chuyện vu vơ thoáng qua không đầu không cuối. Hệ thống combat trong game cũng giúp game phát huy được cái chất Witcher của nhân vật, khi giúp người chơi sở hữu đa dạng các phép thuật cơ bản mà các thợ săn thường sử dụng như bom mìn hay thuốc nổ. Nếu bạn là một người chơi mới, chắc chắn bạn sẽ hơi ngợp với hệ thống skill và combat của The Witcher. Nhưng đó lại là cái hay của game khi song hành với sự phát triển của mạch truyện. Bạn sẽ học được cho mình cách đối phó linh động với từng loại quái vật trong game bằng việc sử dụng các loại vũ khí và bùa chú khác nhau. Độ khó và combat bao giờ cũng là những vấn đề rất nan giải đối với những tựa game RPG thế giới mở. Nhưng gameplay của The Witcher 3 đã khắc phục được hầu hết những nhược điểm của thể loại trò chơi này. Hệ thống nâng cấp và giả kim thuật của The Witcher 3 sẽ khiến người chơi dành hết thời gian vào tìm hiểu và nắm vững cốt truyện nhiều hơn là mất mát quá nhiều thời gian cho việc đánh nhau. Điều này đã phác họa hình ảnh các The Witcher rất thực tế. Họ là những con người có khả năng hơn người, nhưng không phải là bất bại, mà sẽ cần sự trợ giúp của các loại phép giả kim. Bên cạnh hệ thống combat, điểm sáng giá trong gameplay của The Witcher 3 còn nằm ở hệ thống Choice Matter, hay còn gọi là hiệu ứng cánh bướm. Mỗi một quyết định của bạn có thể sẽ ảnh hưởng đến số phận của những NPC mà bạn tiếp xúc trong game, cái cách mà bạn sẽ tiếp nhận nhiệm vụ tiếp theo như thế nào. Và to lớn hơn, đó chính là cái kết của game. Không dừng lại đó, những lựa chọn trong game sẽ khiến bạn phải ngẫm nghĩ rất lâu. Vì không có lựa chọn nào là hoàn hảo, có đôi lúc bạn sẽ không có sự lựa chọn giữa những quyết định tồi tệ và tồi tệ hơn. Và để thêm phần phức tạp như độ sâu của game, thì đây là một tựa game thế giới mở. Bạn sẽ không bị bó buộc phải làm những nhiệm vụ chính hay nhiệm vụ phụ nào cụ thể. Thay vào đó, bạn có thể đi thám hiểm, hoặc đơn giản chỉ là dạo quanh những cánh rừng, những ngọn núi để tận hưởng khung cảnh hay những bản nhạc tuyệt vời trong game mà chúng tôi sắp đề cập tới đây. Vâng, điểm đặc biệt tiếp theo trong The Witcher 3 mà Lăng Kính GC muốn đề cập chính là về soundtrack của tựa game này. Các bản nhạc trong game được trau chuốt một cách gần như là hoàn hảo cho các game thủ, với từng cung bậc cảm xúc riêng biệt được lồng vào từng track ứng với từng nhiệm vụ. Người chơi, bạn sẽ có cảm giác như đang chìm đắm vào trong game, hòa mình vào những chuyến phiêu lưu của Witcher. Những giai điệu đó đã kết hợp với gameplay của game cho ta thấy rõ những cảm xúc mà các nhà soạn nhạc muốn gửi gắm trong lúc làm ra soundtrack. Từ Steel for Human, Silver for Monster, cho đến những track ở giữa khung cảnh mênh mông, Chilling the Vagabond hay Field of Arx Gelic, tất cả được tạo ra và kết hợp lại ở mức tuyệt vời, mang lại cho người chơi trải nghiệm cùng hành trình của Witcher. Một trong những điểm mà bạn phải ấn tượng khi chơi The Witcher 3 đó chính là đồ họa của game. Mặc dù tựa game có đồ họa từ những năm 2015, nhưng các thiết kế về hình ảnh, hiệu ứng hay tạo hình nhân vật trong game không hề có cảm giác thụt lùi so với những tựa game hiện nay. Đồ họa của The Witcher 3 cũng là tập trung khai thác nhiều về thế giới của game. Thế giới trong The Witcher 3 thật sự vô cùng rộng lớn. Điều này cho phép người chơi dành ra nhiều giờ đồng hồ chỉ để mày mò và tìm kiếm những điều thú vị của game, kể cả khi đã đi hết phần cốt truyện. Từ những hang động ma quái, dãy núi tuyết hùng vĩ, đảo sương mù hay những lâu đài nguy nga tráng lệ, có quá nhiều những địa điểm trong The Witcher 3 mà người chơi có thể tìm hiểu để hiểu rõ hơn về cốt truyện và cũng như thời đại mà Geralt sinh sống. Ngoài ra, thế giới của The Witcher 3 luôn luôn thay đổi tùy theo thời gian. Thậm chí, The Witcher 3 còn làm rất tốt những tiểu tiết trong game như hiệu ứng đổ nắng, texture của môi trường, các chi tiết trong thiết kế nhân vật như tóc, mắt hay trang phục được nghiên cứu và tạo dựng tỉ mỉ.
có thể nói. Đồ họa của The Witcher 3 còn chi tiết hơn nhiều so với tựa game cùng nhà sản xuất trong thời gian gần đây là Cyberpunk 2077. Không chỉ dừng lại ở đó, người chơi còn có thể nâng cao trải nghiệm của mình với những bản mod trên E3, Nexus Mod, bản mod giúp người chơi trải nghiệm đầy đủ phiên bản của The Witcher 3 công bố trên E3 mà không hề bị cắt giảm đi một chút nào. Có một thực tế là các setting ở mức ultra của game hoàn toàn có thể làm thỏa mãn những game thủ khó tính nhất chỉ với chiếc VGA giá rẻ. Chỉ với chiếc 1650 Super, bạn có thể trải nghiệm The Witcher 3 Vanilla 90fps ultra setting. Có thể nói, The Witcher 3 là một tựa game đã đạt được những thứ mà chỉ có số ít tựa game có thể làm được. Một câu chuyện đầy cảm xúc, được lồng ghép với gameplay hấp dẫn, đặt trong một thế giới mở với đồ họa hoàn hảo, đã giúp The Witcher 3 Wild Hunt trở thành một trong những tựa game open world RPGs đáng chơi nhất trong năm 2015 và nhiều năm sau đó. Vâng, đó là những đánh giá của lăng kính GC về tựa game siêu phẩm một thời, The Witcher 3 Wild Hunt. Bạn đánh giá ra sao về tựa game này? Liệu nó còn đáng chơi trong 2022? Hãy cùng để lại bình luận phía dưới để chúng mình cùng biết nhé! Cảm ơn các bạn đã chọn theo dõi video của GC Channel. Hãy cùng nhau chờ đón những chuyên mục tiếp theo có trên kênh GC Channel nhé! Hẹn gặp lại các bạn! Xin chào!